tôi đã nâng cao giá trị bản thân từ 0 đồng đến 6 củ như thế nào? Tôi vẫn là một con mèo sữa lang thang ngoài đường phố, bị mất mẹ và được nhặt về. Babu nói rằng ở quán chưa có mèo màu đen nên bức tâm giữ tôi lại. Kiếm phòng đâm đầu, hết một củ. Khi tôi được 10 tháng tuổi thì mọi người phát hiện ra là tôi không những đen mà còn bị bán giá. Tôi liền được sách đi thú y, làm các xét nghiệm, làm test máu, hết thêm một củ nữa. Và thật ngơ ngác ngỡ ngàng bất ngờ, không những kem vàng da mà còn bị phít nữa. Nghe Giang Tư Hồ đồn đại lên tôi đã liên hệ với cả cái ông tên là Công Tài này này để bốc thuốc, một loa thuốc là hết đá củ. Uống xong thì lại thấy trắng da, đi xét nghiệm máu lại thì thấy các chỉ số máu đã trở lại bình thường. Vậy là giá trị của tôi đã lớn lên thành 5 củ. Mọi người nghĩ câu chuyện đến đây là dừng phải không? Nhưng mà không đâu. Sau 3 tháng thì mọi người phát hiện là bụng tôi to lên. Thế là tôi lại được đem đi ra thú y, cạo lông bụng, xét nghiệm, siêu âm, mất thêm 1 củ nữa. Gia đình thân quyến đều rất là lo lắng nghĩ rằng tôi đã bị tái phít. Nhưng mà không, bác sĩ bảo là do mập đấy. Và thế là giá trị của tôi đã nâng lên thành 6 củ. Và sau khi báo cha, báo mẹ, báo bác sĩ, báo quán thì mọi người đã gọi tôi là bím báo thay vì là bím đen như thông thường. Mèo ta cũng có giá trị của mèo ta đấy.